Anh Nguyễn chào các bác nhá. Bây giờ anh Nguyễn mời các bác thắt dây an toàn, đeo tay phone để cùng thưởng thức chất âm của những quả loa Array đến từ thương hiệu B3. Hiện tại bây giờ em đang đánh với 4 quả Array, 4 quả tổng cộng nó bằng là 8 bát và 4 tép kèn. Em đang phối hợp với một cụ đẩy sâu top 4 cây. Mời quý vị các bạn cùng nghe chất âm nó như thế nào và nó hay mạnh như thế nào. Tức hết ngược bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Hành Nguyễn Hải Dương. Trước mắt quý vị và các bạn đó là những đôi loa Array đến từ thương hiệu B3 và có model là Pro 212. Thì đây là một dòng sản phẩm mới tinh, nhập khẩu nguyên khối, nguyên thùng, nguyên hộp từ Trung Quốc. Đây là những cái bộ thùng của bác nhá. Đây thùng này, em nhập về. Loa là nhập khẩu luôn. Nên do vậy là cái chất âm của nó cũng như là cái cấu tạo của thùng nó có thể nói là cực kỳ tuyệt vời. Những mẫu loa này rất phù hợp cho tất cả anh em làm sự kiện, làm một sự kiện ngoài trời đấy, hoặc là các bác đánh phòng bay rồi quán bar, hoặc là những cái địa điểm nào cần đến âm thanh lớn, âm thanh mạnh, thì các bác nghĩ em những quả loa Array hoặc những dòng loa JB 715 715. Thì bây giờ em quay lại vấn đề chính ngày hôm nay. Thì ngày nay em về được một tiểu đội loa B3 có model là Pro 12. Thì đây là một dòng loa Array thiết kế đứng. Một thùng này là nó chứa là 2 bát 30 và một tép kèn. Các bác có thể nhìn qua cái hình thức của nó cũng như là cái độ chi tiết của nó. Thì cái dòng này nó thiết kế theo kiểu hình thang cân. Phía đáy của nó là dạng nhỏ, phía đầu này là to. Và dòng này là thiết kế là thùng gỗ ép nhiều lớp sơn sần bóng không ngấm nước, và bốn góc nó là đều có bốn cái thành răng này, có màu nhôm bạc trông rất đẹp đó nhá. Và chắc chắn những cái hàng lo nhập ý, thì các bác nhìn ngay thành răng nó gia cố một cách rất là cẩn thận rồi, rất là chi tiết rồi, và nhôm nó rất là cao cấp rồi. Thứ hai, thùng nó khác thùng dựng ở Việt Nam, nó rất là dày và nó rất là chắc, mà âm thanh nó hay không nó phụ thuộc ở cái thùng rất nhiều. Đấy, hàng nhập của em thì nó trên thân nó khắc luôn cả chữ B3 luôn. B3. Đây là cái chiều lưng của nó. Phía trước nó là một e-căng, là chia làm 3 khoang. 2 khoang là chứa bát thì cái lỗ e-căng nó sẽ thưa hơn, và phần giữa là chứa chiếc kèn thì nó dày hơn. Và giữa là một biểu tượng B3. Thì toàn bộ cái nội dung như vậy. Phía sau đây là thông tin của nó. Đường vào hỗ trợ 2 nắp đồng xích B3 Pro 212, và đây chính là cái mã vạch, và được sản xuất tại Made in China chứ không phải Trung Quốc đó nha, China. Và đây tem quy spot kiểm tra của xưởng ấy, của công ty đấy. Đấy, cái này là sản xuất tại Trung Quốc mà do Trung Quốc sản xuất đó nhá, em nhấn mạnh vậy chứ không phải của Đức. Dòng này nó chơi rất là hay luôn, bát đánh rất là sâu vào lực bởi vì cái thùng rất là dày sâu, tép rất là sáng, nó sử dụng những quả tép kèn lớn cho nên là nó, cái lời nó rất rộng, bay đi xa, và bát đánh sâu ra thùng. Và em thao sẵn thì cái dòng này nó sử dụng là hoàn toàn lỗ thoát khí phía trước, nên do vậy nó phối hợp với âm rất là hay, có 6 lỗ thoát khí, hai bên 2 quả bát và một quả check nằm ở giữa. Đấy, đây chính là bát của nó là sử dụng bát 30, gân nụa tẩm dầu là 3 sóng, màng giấy và cái nón nó là được thụt vào trong, đó là cái đặc thù của B3. Và dòng này nó quét một cái lại dầu dưỡng gân và dưỡng gân và dưỡng màng này, lại dính này rất là tốt, cho nên là nó sẽ rất là bền bỉ, nó không bị lão hóa, đánh thoải mái luôn. Đây là cái bát của nó, bát 30. Tiếp theo về cái phía sau đây em cũng mở sẵn rồi, nó sử dụng một cái từ 17, riêng B3 nó từ không to, từ 17 và tem QC Pass
hàng chất nó nhìn cái lưới là nó là bằng inox chắn bụi đây. Là B3 Thly. Đấy. Từ là từ 17 họng 75. Từ 17 họng 5. Và đặc thù B3 thường thường là cái khung nó là bằng gang nhá. Bằng gang, bằng gang sần. Gang sần. Đây chính là cái màng bằng giấy. Và giữa phần gân và phần màng thì nhà xuất người ta quét một cái loại keo khoảng tầm 1 cm để làm sao một là để nó đỡ vỡ cái giấy này, thứ hai là nó sẽ bám chắc với cái dây gân này, khi đánh to nó không bị bật ra. Đấy, đây là những cái sáng kiến mà người ta rút kinh nghiệm từ nhiều dòng loa khác vậy nhá. Cái phía trong của nó này, cái nhận nó có màu hơi vàng vàng, màu bát trầu. Đấy, đây là cái bát của nó. Bây giờ em sẽ quay vào cái chét. Cái chét nó sử dụng một cái chét từ 17 và đít gang họng là 74,2. Đít gang toàn nhiệt rất tốt đó nhá. Toàn nhiệt tốt và trên cái này đều có mã vạch hết. Này, B3 Pro 200L131. Tại sao nó phóng đi xa? Lý do là nó sử dụng phễu rất là dài đúng nhá. Cái phễu này nó khoảng tầm chắc là hơn 30. Hơn 30, rất dài. Nó giống như cái loa phóng thanh đấy, của bác ấy. Vậy tiếng tép nó phổi rất xa. Và bây giờ em thông báo kích thước để nó lắm được. Cái cao của cái loa này là 1m06, tức là cao mà tính từ trên này xuống dưới này. Đây là 1m06. Đây cao con này. 06. Còn rộng của nó ấy, độ rộng của nó từ đây đến đây này. Là 38, 1m30, 38. 38 từ đây đến đây này. Còn sâu từ trên xuống dưới này. Sâu nó là 56. Đấy. Còn dày đáy nó hai đáy bạn, nó hai đáy. Đấy, hai đáy tức là cái cao của nó, cái cao này là cái dài này là 06 này. Cái rộng của nó là 38 từ đây sang đây này. Còn cái đáy một cái chiều to này thì nó là chắc là 58, sâu 58 này. Sâu trong 58 này. Cao này là 106 này. Và cái đáy nó là 28, đáy trong kia 28. Và bề mặt này rộng này là 38. 38 này, đây 38 này. 38 nhá. 28 ở sau. Ở sâu thì ra đây là 56 và cao 1m06. Thì đấy thông tin rõ ràng của đôi loa mà em đã làm được. Đây bác có thể nhìn vào đây. Đây em bóc cái ra nhìn các bác có thể hình dung được cái kích thước của nó rõ ràng hơn nữa. Đây cái cao trên dưới này là 06 nhá. Ở trên dưới này. Còn nó cái sâu này từ trong vào kia. Từ đáy loa đến đáy kia là 56, còn cái độ rộng đáy kia chỉ là 28 thôi, còn cái bề mặt này nó là 38. Đây thông tin đầy đủ về kích thước. Và nặng nó thì nó hơn 50 cân mỗi quả này. Các bác nhá. Thì các bác có nhu cầu liên hệ em theo số điện thoại 0936 553 140. Giá cho đôi loa này là 16 triệu các nhá. 16 triệu bao ship cho các bác trên toàn quốc. Các bác là những người mà chưa mua hàng nhà em thì vui lòng hãy cọc cho em trước. Những đôi loa này cọc cho em 1 triệu hoặc 2 triệu thôi nhá. Đấy, bởi vì loa nó rất là nặng. Mà đóng em phải đóng như này này, ông gỗ này. Do vậy là không thể nào mà không có cọc mà dám chuyển mà bảo hành nguyên zin, nguyên xịn cho các bác. Đây là loa mới cho mày, các bác không lo đến còn bao nhiêu phần trăm. Loa mới là 100% rồi. Chất âm này cực hay, đánh đực. Và em lại tiếp tục quay phân tần của nó. Bát xong rồi đúng không? Còn phần tần đây. Phần tần thì dòng này sử dụng phần tần dối bạn. Giống như loa mắc tin ấy. Đấy. Phần dối có hai điện trở nhôm và hai con cảm, ba tụ điện lớn. Đây, đây là phần tần đó. Thùng rất dày, bông âm quây kín luôn. Cái kín cả thùng luôn. Các bác thể nhìn lại phần tần. Ba tụ điện nhá, hai con cảm, hai tụ nhôm. Hai điện trở nhôm. Đấy. Thì nhờ B3 hiện tại em có hai mã. Mã nhất là mã Pro 212 và mã thứ hai là 2102M. Đấy, có hai mã nhá. Giá như nhau hết. Và ngoài ra em còn dòng RCF nữa. RCF giá cũng vậy, nó không khác nhau cả. À, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 553 140. Em giao hàng toàn quốc. Và các bác có nhu cầu về các cái bộ sự kiện hãy liên hệ với em. Em sẽ tư vấn lắp đặt cho các bác một cách rất là ổn thỏa, hay về tiếng nhạc, hát thì nhẹ bay.
Anh xin chào các bạn.